Các bác vừa nghe em test một đoạn nhạc CD từ bộ dàn Sony Z3MD. Dàn này thì loa bát của nó bằng carbon, gân vải tầm dầu nên tiếng bát nghe rất là tốt. Các bác có thể nghe đủ thể loại nhạc ở phòng nhỏ từ 15 tới 20 mét vuông thoải mái. Máy chạy đĩa CD, MD, có cổng line in để cho các bác kết nối điện thoại, laptop. Cái này thì thay loa vi tính cũng tiện, giá thành lại rẻ và nghe hay hơn loa vi tính của Trung Quốc rất là nhiều. Dàn nội địa Nhật chạy điện 100V. Có công suất là 56W. Loa bát của nó thì có đường kính là 12 cm, là loa hai đường tiếng với một bát và một chép đo ở trên này. Cổng line in để cho các bác kết nối với điện thoại thì nó nằm ở ngay phía trước ở đây. Kết nối bằng jack hai đầu 3.5 là jack này thì em sẽ tặng kèm máy cho các bác về dùng. Cái mặt trước của máy này thì nó bằng gương kính nên em quay trên video các bác sẽ hơi khó nhìn. Nhìn chung thì tổng thể máy còn khá đẹp. Bây giờ thì em sẽ test một đoạn nhạc qua cổng line-in nghe từ điện thoại. Mọi thông tin chi tiết về mua hàng thì các bác nhớ liên hệ với em theo số điện thoại trên bảng tên. Em sẽ nhận ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Mặt buồn như khi gặp mặt.